Tập 30. Ngọc Hoàng, sắp đến sinh nhật em rồi. Hy vọng bức thư này có thể đến tay em trong ngày sinh nhật em. Đừng đọc nữa. Cô xin lỗi. Anh như vậy là không tôn trọng đồng chí Ngọc Hoàng. Cô nói gì vậy? Tuyết Thiến, cô... Đồng chí Ngọc Hoàng, cái này... Tôi đi xem cô ấy. Thư này. Tuyết Thiến. Tuyết Thiến à. Ngọc Hoàng, mỗi khi ở một mình, trước mắt thường hiện lên hình ảnh ôm tạm biệt em. Chỉ mong thời gian có thể dừng ở khoảnh khắc đó, đừng trôi đi nữa. Có thể bên em kiếp này chết không hối tiếc. Anh xem, đây là địa bàn Diêm Sơn của chúng ta. Đây là Tưởng Hữu Tài. Đây là trú địa của Dư Y Chi Mưu Tô. Anh xem, chỗ này đỉnh núi là Hổ Tiểu Sơn, men theo sông Vĩnh Định đến chỗ này. Phía dưới vịnh Con Tôm là Đại Hương Bình. Anh, vịnh Con Tôm này vịnh hẹp nước mạnh, là nơi tốt để đánh phục kích. Tốt, rất tốt. Đồ Hoàng Quân đưa quả là có ích. Các cậu xem vị trí địa hình của bản đồ này. Đường này cong vẽ. Lại xem thử trang giấy này, thực sự là... Báo cáo đại đương gia, có thổ phỉ ở Hổ Tiểu Sơn đến cầu kiến. Có mấy người? Chỉ có một người. Gan to thật đấy. Dẫn lên. Rõ. Thu dọn bản đồ. Khiên bàn đi. Đào, khiên bàn. Thu dọn bản đồ vào. Bao, khiên đi. Ngươi là ai? Nói thẳng ra luôn. Nhắm mắt nói giảm. Xin hỏi ngươi là ai? Muốn nghe lời nói thẳng hay nói giảm? Cởi bịt mắt hắn ra. Người ngồi trước mặt ta chẳng phải là đại đương gia Ôn Dị, uy phong lẫm liệt, danh tiếng ngút trời hay sao? Có mắt như mù không thấy Thái Sơn. Thất kính, thất kính. Xin nhận tại hạ một vái. Thôi đi. Báo cáo tên. Tại hạ bất tài. Tam đương gia Hổ Tiểu Sơn Thịnh Trung Hào. Nói láo. Cầm đầu đám Hổ Tiểu Sơn là Dương Bạc Rổ, lão nhị là Lan Lộ Hổ, lão tam là Phùng Thuận. Ngươi là cộng hành cộng tỏi gì? Ngươi là lão tam của Hổ Tiểu Sơn sao? Người đâu? Lôi xuống chém đầu. Đợi đã. Sao anh lại quen như thế? Chẳng phải anh chính là Ô lão tam uy phong lẫm liệt và giang hồ đồn thổi sao? Thất kính, thất kính. Quen biết nhiều người cũng vô ích thôi. Đạn bắn vào bắt ngươi cũng nổ tung như thường thôi. Tôi sớm đã nghe nói rồi, thổ phỉ Diêm Sơn làm ăn tốt. Các huynh đệ của Hổ Tiểu Sơn chúng tôi vô cùng ngưỡng mộ. Chưa động vào tiền đã muốn nổ súng giết người rồi. Lão Tam, cất súng đi. Cảm ơn đại đương gia.
Tôi hỏi cậu, cậu gia nhập vào Hổ Tiểu Sơn lúc nào? Các huynh đệ chúng tôi đều chưa nghe qua. Đại đương gia của tôi, có việc anh không biết, tiền này chỗ nào cũng thế, khó tìm được đường sinh sống. May mắn, còn có thể vớt được một chức quan, còn có thể kiếm được bát cơm. Nếu không may, vậy chỉ có thể thắt eo buộc bụng đi gặp Diêm Vương. Chỉ có cướp đường kiếm cơm này vô cùng náo nhiệt. Các thổ phỉ hoàng lương làm trụ cột đều không phải chuyện to tát. Anh có 10 cái tai thính cũng không nghe được. Nói cũng đúng. Vậy cứ dựa vào kiểu nghệ gì để ở lại Hổ Tiểu Sơn? Điều này hổ thẹn. Thứ nhất, tôi cũng không có bản lĩnh kiếm tiền. Thứ hai, con người tôi cũng không hiểu gì về quy tắc giang hồ. Cũng có mấy trò khua chân múa tay. Kém cỏi. Chỉ là như vậy sao? Ô Tam, đi đánh trận đi. Không không không, tay chân không có mắt, tránh làm hại hòa khí. Sợ à? Vị đương gia, đây. Sao rồi? Anh không sao chứ? Lui. Vị đương gia, anh có đau không? Tôi cũng có đánh anh chỗ nào đâu. Xin lỗi nha. Anh không sao chứ? Đào Đào, không sao chứ? Không sao. Xin lỗi, không sao chứ? Không sao. Tôi đã nói đừng đánh nữa, ảnh hưởng tình cảm. Bỏ súng xuống. Phế vật, không có kỹ năng bằng người ta lại còn muốn mất mặt. Ngồi xuống. Đa tạ đại đương gia. Được rồi, cũng giỏi đấy. Không dám. Là huynh đệ này nhường thôi. Được, tôi đánh đấu với cậu. Còn đánh nữa sao? Đến đi. Vậy được, nhận chỉ giáo của đại đương gia. Ô lão đại, thân thủ phi thường. Tiểu nhân bái phục. Hay, hay lắm. Đại đương gia, hay. Đương nhiên rồi. Công phu của cậu cũng không tồi. Chúng ta bất phân thắng bại. Bất phân thắng bại. Không dám. Hôm nay ta vui. Nào, mang rượu đến. Rõ, ta muốn kính khách quý một bát. Cảm ơn. Tam gia thân thủ tốt đó. Hay là đến thu phí chúng tôi. Sau này ăn uống làm việc với mọi người. Ô vậy ta có miếng ăn, cũng không thiếu phần thịnh tham gia cậu. Sao nào? May mắn nhận được coi trọng của ô lão đại. Thật ra lần này tôi đến chính là nhắn một câu của Dương lão đại. Ở Hổ Tiểu Sơn, anh ấy nói sau này mọi việc đều nghe sai khiến, sắp xếp của ô lão đại. Tốt. Mang rượu đến. Thịnh Trung Hào, thư chúng tôi gửi cho Hổ Tiểu Sơn, thời gian quyết định là ngày mai. Bụng một ngày sớm một ngày có làm sao? Đây không phải vấn đề. Chuyện nhỏ. Nào, mang rượu. Dân, nào, lão Tam. Chúng ta cạn. Dân, cạn.
Ô lão đại, không chỉ thân thủ phi thường, đến tử lượng cũng bất phàm. Sau này huynh đệ Hổ Tiểu Sơn chúng tôi có cây đại thụ Diêm Sơn che chở, là phúc phận của họ. Nhưng có chuyện tại hạ không biết có nên nói hay không. Nói đi. Hổ Tiểu Sơn quy thuận Diêm Sơn vẫn cần một chút thời gian để chuẩn bị. Đại đương gia chúng tôi đã nói, mong anh cho thêm thời gian 3 ngày. Bắt đầu từ ngày mai cho thêm 3 ngày, chúng tôi sẽ mang 200 huynh đệ Hổ Tiểu Sơn đến quỳ dưới chân của Ô lão đại. Được, cứ quyết định như vậy đi. Cho các cậu thêm thời gian 3 ngày. Hào khí, đào, rót rượu. Cảm ơn chiếu cố của đại đương gia. Tôi xin kính một ly. Việc nói đi cũng phải nói lại. Nếu như 3 ngày ta không nhìn thấy cờ trắng, vậy đừng trách Ô Dị ta trở mặt. Không vấn đề gì. Hảo hán tứ mã năng truy. Tốt. Nào, cạn. Cạn. Phim được thuyết minh bởi Hoa Thành Phim Việt Nam. Chúc các bạn xem phim vui vẻ. Anh, lời của Thịnh Lão Tam này có đáng tin không? Đám 200 tên cướp Hổ Tiểu Sơn đó không phải ta coi thường chúng. Ta cho rằng chúng không dám giở trò gì đâu. Tin cũng được, không tin cũng được. Dù sao thì Diêm Sơn ta cũng có thể ăn gọn chúng nó. Đúng thế, Diêm Sơn chúng ta 600 người và súng, Hổ Tiểu Sơn mới có 200 người. Anh, không đủ cho chúng ta xỉa răng. Ta thấy Vịnh Công Tôm là nơi rất tốt. Đúng đúng. Đến lúc đó chúng ta ở cái ngõ lao sậy đó, thu gọn hết chúng con sót người nào. Chỉ đáng tiếc tên Thịnh Lão Tam đó là một tên rất được. Đáng tiếc. Anh, bản lĩnh hắn càng lớn, càng có uy hiếp lớn với chúng ta. Dương Bạc Rổ có trợ thủ như vậy, mau xử hắn ta đi. Kẻo ngày nào đó hắn lại ăn lại chúng ta. Có lý. Không được, chúng ta phải mau đi tìm Tưởng Tư Lệnh đó. Đi, mau mau. Mau lên. Anh, đợi em. Anh. Gọi một tiếng. Gọi Tư Lệnh. Gọi, gọi Tư Lệnh. Ngu ngốc. Báo cáo Tư Lệnh, vị Ô của Diêm Sơn cầu kiến. Bảo họ vào. Rõ. Gọi đi. Tư Lệnh. Đến rồi sao? Chuyện xử lý Dương Mặt Rổ làm đến đâu rồi? Chúng tôi đến vì chuyện này, không nắm chắc, đến tìm Tư Lệnh xin ý kiến. Có gì mà không chắc? Tư Lệnh, là như vậy. Chúng tôi đã thông báo Dương Mặt Rổ, bảo hắn trong vòng 3 ngày quy thuận Diêm Sơn ta. Dương Mặt Rổ phái đặc sứ truyền đạt của ý hắn muốn quy thuận. Tôi và Lão Tam thương lượng một chút, chuẩn bị trong ngày chúng quy thuận xử gọn tên Dương Mặt Rổ đó và đám đương gia thuộc hạ của hắn. Thuộc hạ của hắn không phải có hơn 200 người và cả vũ khí sao? Chúng tôi chuẩn bị xử hắn. Tên Dương Mặt Rổ đó còn từng phản bội anh, bây giờ đầu hàng hoàng quân. Anh nói lỡ trở mặt, lại xảy ra trò gì không hay, làm sao ăn đói với anh và hoàng quân? Đúng không? Chẳng phải rất tốt sao? Có gì mà không nắm chắc? Tư Lệnh,
Làm sao chúng tôi có thể tùy tiện làm chủ? Đúng thế. Anh đồng ý thì chúng tôi dễ làm rồi. Cứ quyết định như vậy đi. Dương Mặc Rỗ dám phản bội tôi, hắn chết cũng còn tội. Được, chúng tôi quay về làm. Chỉ đáng tiếc tên Thịnh Lão Tam. Cái gì mà Thịnh Lão Tam? Chính là tên vừa gia nhập vào Hổ Tiểu Sơn. Giống Lão Tam của chúng ta là Phùng Thuận. Phùng Thuận này cam tâm tình nguyện giao ghế thứ ba, nhường cho hắn ngồi, rồi tự mình ngồi ghế thứ tư. Anh nói xem tên này. Đúng thế, hắn có sức hút thế nào? Người này lai lịch thế nào? Tôi cũng mới quen. Dương Mặc Rỗ phái hắn đến làm đặc sứ. Tôi đã qua với hắn. Tên này công phu rất giỏi, lão luyện. Trước đây chưa từng nghe nói có người này. Tư lệnh, bây giờ trên đời này có rất nhiều người quả hổ tàng long. Tên này là Lão Tam, hắn tên gì? Tư lệnh, hắn tên Thịnh Trung Hào. Đúng, Thịnh. Đợi đã. Tôi hỏi cậu. Tư lệnh, nói lại lần nữa. Tên gì? Hắn tên Thịnh Trung Hào. Thịnh Trung Hào. Mạng của thằng chó này lớn thật. Nói ta biết, hắn lên Hổ Tiểu Sơn từ lúc nào? Anh quen hắn à? Ta quen biết hắn. Hắn biến thành cho ta cũng nhận ra. Vết thương ở cổ, ở bụng đều là ơn của hắn. Cũng chính thời gian trước, vì hắn, đại tá Yu Ichimoto suýt nữa chặt đầu ta. Giữa hai người có thù lớn vậy sao? Lão Tam cậu nói, được rồi. Không đúng, chuyện này lớn. Phải nói với cấp trên. Hai người, đi cùng ta. Dạ. Lão Tam, nhanh lên. Thịnh Trung Hào làm thổ phỉ. Tình báo thật sao? Tuyệt đối thật. Họ vừa nhìn thấy Thịnh Trung Hào. Đúng, Thái Quân, vô cùng chính xác. Vô cùng chính xác. Lần này tuyệt đối không để Thịnh Trung Hào thoát nữa. Ngài yên tâm đi. Hai vị đương gia Diêm Sơn đã lên kế hoạch diệu kế. Chuyện này Thịnh Trung Hào tuyệt đối sẽ lọt tay chúng ta. Đúng đúng. Tưởng tư lệnh, lần này tuyệt đối không để xảy ra sơ suất nào. Điều này tôi hiểu. Nếu như lại có sơ suất, chúng ta đều rất khó ăn nói với đại tá. Lần này tôi nhất định giết chết Thịnh Trung Hào. Không giết được Thịnh Trung Hào, tôi ăn cơm tù. Nếu như thất bại, ăn cơm tù sợ rằng cũng là phúc phận của anh. Tưởng tư lệnh, như vậy đi. Tôi bảo Ono chống một tiểu đội tiếp diện cho các anh. Cũng vừa lúc anh ta đang tìm Thịnh Trung Hào, báo thù một phát súng của hắn. Được, vậy cảm ơn thiếu tá. Hai người cố gắng phối hợp với tưởng tư lệnh, trung thành với hoàng quân. Thành công, trọng thưởng lớn. Thất bại thì chết đi. Dạ dạ. Vậy thiếu tá, cáo từ. Đi. Thịnh Trung Hào, lần này lão khiến mày chết không toàn thây. Đại đương gia, đại đương gia, thư sứ giả Hổ Tiểu Sơn gửi đến. Tốt. Dương Mật Rỗ sáng mai dán tờ trắng đến đầu hàng. Lão Tam, qua đây. Cậu xem, ngày mai chúng ta bảo chúng tập trung ở rừng cây bên cạnh vịnh con tôm. Chúng ta đặt trước mấy quả mìn ở đó, khiến Dương Mật Rỗ và mấy tên đương gia đi đến phía trước nhất.
Chỉ cần gương mặt rỗ giảm lên vào bao vây của chúng ta, chúng ta lập tức nổ súng bắn chết chúng. Không đánh chết cũng phải nổ chết. Nếu có người dám phản kháng, giết chết cậu ta. Còn nữa, cậu phải trông chừng tên Thịnh lão tam. Sống phải thấy người, chết phải thấy xác. Yên tâm, nhất định làm được, yên tâm đi. Nếu như trận này chúng ta thành công, trước mặt hoàng vương chúng ta có thể ưỡn ngực, uy phong lẫm liệt. Nói đúng. Anh, lần này chúng ta dùng chiêu giết khỉ cho gà xem, chấn động bên cấp dưới của Dương Bạc Rổ và Thịnh lão tam. Nếu như có ai không phục, giết chết hết. Cứ quyết như vậy đi. Đúng, hay lắm. Có mấy lời em muốn nói với anh, nhưng em không dám nói. Em sợ anh giận. Sư phụ đi rồi. Anh đi rồi. Em chỉ còn mỗi Lập Hiên. Em thật sự không biết phải làm sao. Sau này em sống thế nào? Có một thời gian em thật sự muốn đi theo anh. Em rất sợ. Là Lập Hiên, anh ấy cho em sự dũng cảm, chăm sóc em, cổ vũ em, khiến em kiên cường sống tiếp. Trung Hào, Lập Hiên, Lập Hiên vẫn rất thích em. Em cũng thích anh ấy. Cho nên Em muốn được anh chúc phúc. Anh bằng lòng chúc phúc cho em không? Em biết em như vậy rất ích kỷ, nhưng em rất sợ, rất cô đơn. Mong anh có thể hiểu cho em. Được không?
Vị đương gia, hình như có người đến. Hình như là Dương Bạc Rỗn. Được, chuẩn bị bắt đầu. Tinh thần lên. Ai làm hỏng việc, ta bắn chết. Nghe thấy chưa? Rõ. Chú ý, chúng ta phải phấn chấn tinh thần lên. Đại đương gia, bên đó có người đến. Hoàng quân đến nhanh thật. Nhanh thật. Đừng để hoàng quân coi thường chúng ta. Đánh mạnh cho ta. Dân, đổ súng. Ông đội bà đội đó, đánh cho tao. Dân, dân. Hổ Tiểu Sơn này không chịu đổi đòn rồi. Ta còn chưa đã kiện ra tôi rồi. Đúng thế. Diêm sư chúng ta giỏi thật. Đúng thế. Tam, cậu qua đó xem. Ta dẫn các huynh đệ đón hoàng quân. Ba Lưu, đi đón hoàng quân với ta. Dân, các huynh đệ đi. Anh, cẩn thận đó. Các anh em, đi cùng ta. Xuống xem nào. Bao. Các huynh đệ, phấn chấn lên. Khiến hoàng quân thấy được quy phong của Diêm Sơn chúng ta. Dân, đi. Bao, bao lên. Đây là gì? Đây là gì? Trò gì đây? Sao toàn là cỏ? Vậy được gia, toàn là người rơm. Người rơm sao? Toàn là người rơm. Các anh em, chúng ta mắc lừa rồi. Các huynh đệ, mắc lừa rồi. Đi. Đi tìm đại đương gia cùng ta. Đi, nhảy lên. Dừng. Tăng tốc về trước. Tăng tốc về trước. Thái quân, mời. Bao, tìm đại đương gia. Bao lên. Bao bao. Bao lên. Ta nói lão Tam, đại đương gia, đảng Nhật Bản này chúng đều là giả. Là cho Thịnh lão Tam gài. Đúng vậy, bên đó cũng mắc lừa. Chỗ Dương Bạc Rỗ toàn người rơm. Chuyện gì thế này? Đánh thảm ta rồi. Cậu xem, có chút người này. Anh, làm sao đây? Làm sao? Cậu không bao rút đi. Cậu đợi cái gì nữa? Bao rút. Rút đi. Bao lên. Qua đây. Hoàng quân, đừng đổ súng. Hoàng quân, chúng tôi là người của Ô đại đương gia. Cướp Diêm Sơn kéo cờ lớn. Hoàng quân là người dẫn đường của chúng ta. Cướp Diêm Sơn đầu hàng hoàng quân. Chúng ta là người dẫn đường Diêm Sơn. Hoàng quân, hoàng quân đừng đổ súng. Chúng tôi đến nhé. Là người của Diêm Sơn. Đi. Đúng, ám hiệu không sai.
Bao bao. Hoàng quân, người Bột già. Hoàng quân, các anh đến thật tốt. Bên trong chúng tôi mai phục rồi. Ô đại đương gia sắp không chống đỡ nổi. Chúng ta mau đi cứu ông ấy. Hoàng quân, dẫn đường phía trước. Đi về phía trước. Đi, mau dẫn đường. Dân dân, bao. Phía trước. Bao. Hoàng quân, chính ở phía trước. Chuẩn bị. Đánh. Xông lên, xông lên. Đánh. Xông lên. Đại ca, làm sao? Còn làm sao nữa? Rút đi. Vậy Thái quân thì sao? Cậu cõng anh ta đi. Thái quân. Đào Đào, đừng như vậy. Làm gì thế? Đi đi. Đào Đào, Bao Bao, đợi một lát. Ngồi đi, ngồi đi. Làm gì thế? Cứ ngồi đi. Giúp đỡ. Đừng đừng. Đợi đã. Các anh mặc đi. Làm gì thế? Đây là gì? Thắt lên. Các anh không phù hợp. Đào Đào, đại đương gia ở đây. Xin giận một lại. Xin giận một lại. Đại đương gia, cậu mới là đại đương gia. Nếu cậu không đồng ý làm đại đương gia, tôi không đứng lên. Đừng đừng, đại đương gia, anh đừng làm loạn. Chẳng phải như vậy giảm thọ tôi sao? Các huynh đệ, đứng lên. Đứng lên rồi nói. Tục ngữ của câu: có bao nhiêu sức lực có thể gánh được bấy nhiêu trọng trách nặng nề. Anh trí dũng song toàn, anh dũng hơn người. Cái ghế của đại đương gia không thể thuộc về ai khác ngoài cậu. Đúng, đại đương gia, anh đề cao tôi quá. Tôi chỉ là một cái sào tre nâng một cây cầu lớn, không thể đỡ nổi, đúng không? Đại đương gia, các huynh đệ đều là một tay anh kéo họ lên. Anh nói tôi cướp chỗ của anh như vậy sao? Sau này bị mọi người coi khinh. Sao có thể chứ? Các cậu có coi khinh không? Không có. Ai dám coi khinh, tôi bắn chết. Thật đó. Tôi không có cậu thì không có cái bạn này của tôi. Không có cái bạn này của tôi thì không có đội ngũ này. Hơn nữa, cậu thiết kế tiêu diệt tặc ô mới có thể giữ vững tên tuổi của Hổ Tiểu Sơn chúng ta. Các huynh đệ Hổ Tiểu Sơn chúng tôi kính phục cậu từ thâm tâm. Các cậu nói có phải không? Phải. Thịnh Trung Hào làm đại đương gia Hổ Tiểu Sơn chúng ta. Mọi người có phục không? Phục. Đại đương gia, tôi thật sự không làm được. Cậu đừng từ chối nữa. Trung Hào, nếu đại đương gia đã có thành ý như vậy, các anh em cũng đồng tâm ủng hộ. Cậu đừng đàn bà như vậy nữa. Giảm viên, sao đến các anh? Chẳng phải cậu đã nói đội ngũ này của chúng ta là đánh giặc đúng không? Đúng. Cậu làm người dẫn đầu đánh giặc. Giảm quân nói đúng. Về quân sự không ai giỏi bằng cậu. Vì các anh em của chúng ta, cậu không được từ chối. Đồng ý đi. Mong đồng ý.
Mau đồng ý đi, đừng từ chối. Nào nào, bái kiến đại đương gia. Các anh em đứng dậy đi. Đồng ý đi. Đồng ý. Được được, tốt quá. Được rồi, các anh em nghe đây. Lần này coi như một trận đại thắng của chúng ta, diệt được ô tặc, cũng tiêu diệt được nhiều kẻ địch như vậy, cũng coi như làm nên tên tuổi của Hổ Tiểu Sơn chúng ta. Nhưng từ nay về sau, chúng ta phải thay tên, thay đổi xưng hô. Từ nay về sau chúng ta gọi là đội du kích kháng nhật Hổ Tiểu Sơn, chuyên môn đánh giặc. Được được, sau này mọi người cũng được gọi tôi là đại đương gia, gọi là đội trưởng đội du kích kháng nhật. Dương đại ca và Dậm đại ca thì gọi là phó đội trưởng. Những anh em khác được gọi là chiến sĩ. Được được, chiến sĩ. Từ đây về sau tuyệt đối không được ức hiếp nhân dân. Ai ức hiếp nhân dân, nhẹ thì chịu tội, nặng thì bắn chết. Rõ? Nhớ chưa? Nhớ rồi. Tốt. Tốt. Các anh em, để chúc mừng chúng ta hôm nay thành lập đội du kích kháng nhật Hổ Tiểu Sơn, chúng ta nhất định phải uống no say bài tiệc. Được, hay lắm. Chuyện lớn như vậy đều không báo cáo với ta trước. Đây chính là kết quả chiến đấu của các cậu. Tổn binh trảm tướng, bị người ta đánh cho tan tác. Ô đô ở bệnh viện không rõ sống chết. Cậu biết tội chưa? Đại tá, xin lỗi. Học sinh vô dụng lại vội vàng muốn lập công, coi thường địch. Tôi cảm thấy có thể nắm được là do tình báo sai, chúng tôi bị trúng mai phục của địch. Tôi xin lỗi đại tá. Ai cung cấp tình báo? Không không, là hắn. Không không, hắn. Đại tá, hắn. Tôi, đại tá tha bạn, dám cung cấp tình báo giả, hại chết mấy chục quân Nhật của ta. Quân khốn nạn, bắn. Đại tá tha bạn. Đại tá tha bạn. Cậu nghe cho rõ, lập tức dẫn bộ đội dẫm bằng Hổ Tiểu Sơn, không giữ lại ai, giết hết toàn bộ. Đó, đi. Cậu, tình báo không chính xác, cũng không thể trốn tránh trách nhiệm của mình. Đại tá, cho tôi thêm cơ hội. Đại tá, nếu như cho tôi thêm cơ hội, tôi nhất định thịt nát xương tan, cũng báo đáp ơn không giết của ngài. Đại tá, được, cho cậu thêm cơ hội nữa. Cảm ơn đại tá. Đại tá, ngài có chuyện gì dặn dò không? Nhiệm vụ hiện nay của Hoàng quân là đóng liền tuyến giao thông Tân Phố và Bình Hán. Bây giờ lệnh cho cậu xử sạch vật cản trở Long gia tộc. Long gia tộc. Đúng, Long gia tộc. Qua tác chiến một thời gian, quân ta đã tiêu diệt mọi chướng ngại vật. Lấy được Long gia tộc là chuyện vô cùng gấp rút. Cho nên lần này còn phải phối hợp tốt với Hoàng quân, đừng khiến ta thất vọng nữa. Được. Nhưng đại tá, Trung Quốc có câu, giết được 1.000 tổn thất 800. Tôi thấy trận này chúng ta không cần đánh. Tôi có một kế, không biết có nên nói hay không. Nói đi. Đại tá các hạ cũng biết, chủ của Long gia tập hiện nay là Long Tây Thành. Tôi có thể thử đi khuyên hàng ông ta. Nếu như thành công, có thể tránh được nỗi khổ giao chiến hai bên, cũng có thể tránh tính mạng của Hoàng quân tổng thất. Còn nữa, còn có thể chiêu mộ thêm bộ đội qua đây. Đại tá các hạ, ông thấy sao? Kế sách này thế nào? Long Tây Thành là người thế nào? Cậu chẳng phải còn rõ hơn tôi sao? Đúng đúng, nhưng theo tình báo bên ta, Long Tây Thành đó cũng không phải người lương thiện. Ông ta đã chuẩn bị đầy đủ, muốn quyết chiến đấu cùng với Hoàng quân chúng ta. Cậu chuẩn bị khuyên hàng ông ta thế nào? Đại tá các hạ, cho phép tôi về lên kế hoạch. Đứng như lên kế hoạch xong, tôi lập tức Long gia tập khuyên hàng, nhất định làm tốt sứ mệnh. Được, tôi cho cậu thời gian 10 ngày.
Mong cậu khuyên hàng thành công. 10 ngày mà Long gia tập không hàng, đại bác hoàng quân sẽ biến nó thành tro bụi. Vâng, đại tá các hạ. Tên khốn kiếp Oshiba này,